chú tự làm. Em xuống coi với xào thì chú hay lắm, xuống đây xào mà. Xuống xào thì chú làm chứ nước hay lắm á, nước nước mưa đây. Cô là hàng xóm của chú. Dạ. Bây giờ chị kêu chị quét ở hướng này, còn chú quét cái là hốc rác ở đây nè. Đây là cô bán chập phô. Quá bên cái nhà. Dạ dạ dạ. Đó xuống dưới em coi cái hồ nước. Dạ dạ rồi rồi, vậy nhờ chú dắt cho con xuống dưới để xem. Nhà hơi tối hả chú? Đây là nhà không có điện luôn. Nhà và không có điện là 12 năm, bây giờ chú không có tiền. Hình như giờ chú xài nước mưa là chắc 12 năm rồi và chú 12. Không sử dụng điện trong căn nhà này. Không, không. Dạ. Bây giờ chú xài đèn pin là chắc. Một cái bây giờ bước đầu là chú làm cái bao này làm bán xoài đó chắc. Dạ. Rồi cháu thấy nè, chú đi chợ lớn mua là cái bao này là 3.000 đồng. Hồi cái bao này bao nhỏ là 2.000, 10 ký bao là 20, cái bao lớn hơn bao này là 3.000, 10 ký bao 30. Chú ba. Cắt chú làm mắng sói đó, mưa nó chạy xuống đây. Ở trên kia là cái mái nhà ha, cái mái một cái mái tôn và nước nó sẽ chạy xuống đây. Đúng. Và nó chạy xuống dưới cái mái tôn ở phía trước. Đúng. Và chú làm một cái mắng sói bằng cái bao tải này và cái bao bố này. Đúng. Và nước nó sẽ chạy theo đó nó xuống đây. Xuống. Thay vì một cái miếng mắng sói thiết, mắng sói sắt thì mắng sói inox thì chú lại giá cao lắm. Mắng sói kia mấy trăm đến 1 triệu chú không có khả năng. Chú chỉ mua mấy chục ngàn. Bây giờ 10 ký bao nó chỉ có 20.000. Dạ. Chú cắt bây giờ vừa túi tiền của chú. Và đúng như chú nói thì mọi thứ của chú là đều phải là chú tự làm. Dạ. Bây giờ chú là lao động mới là vinh quang mà chắc. Dạ, nước mưa. Dạ, nước mưa nó sẽ chạy xuống đây. Chạy xuống đây, đúng, chạy xuống đây. Đây. Là chú phải giữa cái hồ. Nước mưa này là mấy tháng trước đó chắc. Mấy tháng trước thành như giờ mấy cái cặn á thì chú hốt lên bỏ cống, còn mấy cái nước trong á chú lạt lại nè, có cái lạt này nè chắc. Dạ, một mấy cái lạt à, một cái lạt lại nè, lạt như vậy lỗ xuống á coi như là nó không còn gì nè, thấy không? Mấy cái giờ trên này dạ họ một cái cuộc sống cực kỳ đặc biệt. Bây giờ nước này là nước sạch đó chắc, nó không trúng rất. Thành ra chú bây giờ xài một mình nấu cơm ngày Tết cũng vậy. Như vậy là không có điện là một, và không có nước máy là hai. Được. Chú chỉ sử dụng nước mưa thôi. Nước mưa. Dạ. Ở đây thì con thấy có ghi ở trên vách này là những cái dòng chữ gì nữa đây chú? Cái này là khách. Cái này là hồi xưa vậy là khách và bà con vui lòng về nhà riêng mình. À. Nước sinh hoạt của mình là chắc. Bây giờ chú không có nhà, không biết ai mà mở chìa khóa vô bốc nước đàn những cái lồ dơ đó chắc, những cái cất chuột. Bây giờ một lóng vô vậy người ta lấy trong túi áo á, mặc áo caro bỏ vô, người ta có cái chìa khóa ra vô. Của hồi xưa là những người làm cầu lường hay là nhà lầu cao tầng, người ta xin tiền là cháu thấy toàn bộ nhà lầu cao tầng không chắc. Dạ. Khắp nơi người ta bây giờ kiếm miếng nước uống, chú không có nhà múc. Bây giờ người ta không dám xin phép chú, thành ra chú mới dễ như vậy. À. Bây giờ người ta làm nhà lầu cao tầng chỉ riêng mình, công ty nội bộ, chú là không có tham gia đúng không chắc? Dạ. Thành ra chú là công nghiệp, lúc nào cũng công nghiệp. Dạ. Cha mình, chú cháu mình ra ngoài này. Dạ dạ, cho còn con xem đó, thêm. Nước này sau này, chừng nào rảnh là chú mỗi ngày chú múc lỗ một lần hay là cái thao này là múc lỗ dưới cống. Dạ. Nước này là cái này nước là nước tắm. Mưa bị động hay gì đây chú? Không có, nước tắm của chú. À, chú tắm nước ở đâu? Tắm ở đây nè. Tắm ở đây, nước nó chảy đây. Đây là nước ở đây là nó chảy. À. Tắm ở trong này đó. Rồi sau đó thì mình múc cái này mình ra ngoài cái mình đổ. Nè, mình lấy cái gáo này múc là chắc. Dạ. Gáo này múc vô thao. Múc vô thao, cái là thao đó ra ngoài đổ. À. Chắc, cháu muốn chọc luôn không? Để chú múc cho cháu toàn. Dạ, dạ. Thấy không? Vậy là chắc đó. Là đây là cái cuộc sống hàng ngày của chú đây. Đúng, mỗi ngày. Chú lộ cái này cũng 15, 12 năm rồi chắc. Dạ. Bây giờ nhà báo thanh niên quận nhất, quận Thủ Đức phối hợp quay phim là mấy tháng trước đó, chú bốc dưới mưa ào ào. Chú lấy cái thùng á, chú lấy cái bao đựng cho nhà báo. Dạ. Thanh niên với nhà báo quận Thủ Đức người ta quay phim đó lại. Còn ở phía sau đó là rửa chén hay là làm gì đó chú? Không, phía sau đó ngồi chơi, có khi là rửa tay.
giữa tay với mình làm lò trà mà muốn tắm cũng được. Ôi trời. Bây giờ là mỗi ngày thao nước như vậy, nếu mà có lăng quăng thì chú lấy cái lợt này nè, chú lợt nó, chú có nuôi hai con cá nhỏ nhỏ, không biết ai vớt mất tiêu rồi. Ủa? Cá nó ăn lăng quăng. Vớt là cũng bước vô trong nhà này luôn hả chú? Hả? Vô trong nhà này vớt của chú luôn hả? Đâu có. Bây giờ mỗi, nếu mà nước này để lâu nó có lăng quăng trùng chỉ. Bây giờ lăng quăng nhỏ xíu à, khi mình mỗi buổi sáng á, phải vớt vậy nè. Vớt lên như vậy, mấy cái lăng quăng, mấy cái bụi bẩn á, thì nó sẽ dính ở đây, lỗ vô kia, lỗ ra sông. Nhưng mà chú nói là có hai con cá chú thả rồi, nó đâu rồi? Không biết con cháu vô đây tắm gì, cái nó vớt mất tiêu hai con cá của chú. Con cháu là con cháu gì chú? Hả? Con cháu là con cháu gì? Con cháu người ta nơi khác lại chứ. Bây giờ người ta công ty, nhà lầu cao tầng, chung xóm đi hết trên toàn bộ. Người của chung xóm mà. Có người sống ở chợ Tân Định, Hai Bà Trưng, có người sống ở Lũy Văn, Bách Quận Tân Phú, có người sống ở quận Bình Tân, Bình Đây. Vô đây tắm nhờ hả chú? Hay là sao? Người ta khát nước, người ta muốn tắm rồi đem về nhà, làm sao mà mình có căn hộ cao lên ở thị trường á. Cũng như bữa nay Ngô Sĩ đi cầu Kinh Ngang một á, người ta đang xây nhà lầu, nếu là xe gắn máy của Ủy ban nó cũng thường xuyên ở đây, lúc này bữa mấy ngày nay hết rồi, xe chở đi nơi khác. Chú có mình là cái gì nó cũng dễ. Ở đây con thấy có một cái bếp nè. Chú sống giống như là cuộc sống của cái thời xưa vậy đó. Những cái lò xô nè hả chú? Những cái này dầu hôi. Dạ. Dầu hôi. Còn cái này lò than. Một cái lò than để nấu ấm. Bên đây chảo. Thì chú nấu ăn ở đây là chú nấu ăn bằng than hả? Dầu hôi chắc. Ở bên đây là than, bên đây là dầu lửa. Dầu hôi. Với củi đó. Củi dưới này nè chắc. Củi ở dưới này. Chú không có tiền ở củi ở đây nè. Là chú nhặt hay là ở đâu vậy chú? Củi á. Củi là mấy cái ghế của chú lễ mấy chục năm nó hư. Kia chú lấy con dao này nè. Chú chẻ. Thấy có con dao này chẻ củi. Chú là xét hết là để mấy chục năm không xài. Mình nghĩ là chú xài dầu hôi. Dầu hôi nè, cái bình dầu hôi nè. Dầu hôi lỗ vô là nấu cơm. Sắp tới là chú ở nhà chú cũng tự nấu cơm. Thường xuyên hồi xưa là mỗi một tuần ngày chú nhập chú ở nhà chú nó tự nấu cơm, ăn cả một ngày ở nhà. Đúng mà nhìn những cái đồ vật này nhớ ngày xưa của nội ngoại ghê luôn. Ở dưới ngoại con cũng toàn bây xài giờ, cái đúng, đồ đúng, này. Đúng. Nhà là cũng phải có cái bếp này chắc. Như vậy thì cái như lúc nãy chú có chia sẻ thì là cái thu nhập đó là chú xin của mọi người cứ 500 đồng vậy đó hả chú? 500 tiền để ăn cơm. Vậy rồi chú mua cơm hộp ở ngoài hay là chú về đây chú nấu? Mua cơm hộp ở nhà thì mình khỏi nấu. Dạ. Bây giờ cơm hộp một lần nào. Chú thích ăn hột vịt thịt kho. Dạ. Thì có món hột vịt thịt kho hay là gà chiên hay là xíu mại thì theo cái tiệm cơm người ta bán. Nhưng mà mọi người cho nhiều hơn thì chú cũng không lấy, chú chỉ lấy đúng 500 hả chú? Bây giờ có thể bây giờ bà con người ta cho 10.000 thì chú nhận 10.000. Dạ. Chứ có khi cho 2.000, 5.000. Còn cho tờ giấy 500.000 thì chú phải nói trước về giải thích, không phải là không lấy. Chú giải thích nếu mà chú chỉ xin có tiền lẻ, bà con cho tôi tờ giấy 500.000. Nếu mà xuống nhà tôi xin lại tờ giấy 500.000 mà làm sao tôi có. Dạ. Đúng chắc. Dạ, dạ. Bởi vì chú chỉ xin tiền để cho lại bà con trong nhà 5.000, 10.000. Nên là chú trả mình dạ. Dạ. Đây là chiếc xe đạp của chú hả? Chiếc xe để đạp chú rong ruổi đi bán đậu phộng đúng không? Đúng, đúng, đúng. Dạ. Mỗi ngày chú bán được khoảng 20 bịch không chú? Không. Không. Mỗi tới luôn. Làm nữa ký có 10 bịch là chắc 11 bịch. Dạ. Rồi bán hết không chú? Ký này có khi là gặp được khách quen thì nửa tiếng là bán hết. Dạ. Nhiều khi gặp không có một người khách quen nào lễ một tuần nửa ký. Mỗi ngày chú phải tháo một bịch ăn cháo, tháo một bịch ăn cơm, ăn cả một tuần mới hết 11 bịch được chắc. Dạ. Đó là... Đây là đồ của chú đi bán đây hả? Đồ của chú bán đồ phẩm. Rồi chú giặt vũ chú phơi ở đâu? Hả? Chú giặt vũ rồi chú phơi. Ở đây, phơi ở đây luôn. Phơi ở đây luôn hả? Rồi không có nắng là nó khô không chú? Còn nước bên cái bao này là nước mưa là chắc. Dạ. Nước mưa của chú để dành dụng tới qua Tết. Ủa? Những cái bao này chứa nước mưa luôn này hả đúng chú? Đúng luôn. Bây giờ có hai chữ nước mưa ở đây là chắc. Nước mưa nè đó, hai chữ nước mưa để luôn. Chú viết bằng tiếng Hoa hả chú? Tiếng Hoa tiếng Việt. Tiếng Hoa tiếng Việt luôn. Tiếng Hoa tiếng Việt. Chú là người gốc Hoa nha mọi người. Ở đây cũng nước mưa. Bây giờ thì mới có khoảng 3:30 chiều thôi, nhưng mà ở trong nhà của chú thì do không có điện cho nên đúng. Nó rất là tối.
một cái cuộc sống như là thời xưa. Là mấy cái bao nước mưa có chữ rõ hơn. Nãy giờ con vô nhà con cứ thắc mắc những cái bao này, không biết là chú bao này chú sợ gì mưa, thì ra là nước mưa. Dạ. Những cái bao này là 5 thùng nước, 5 thùng. Dạ. 5 thùng. Những cái bao này là chú để dành để chứa nước luôn hả? Chú lượm hay là ở đâu vậy chú? Mua hả chú? Mua 10 cái bao là 30.000. Dạ. Một cái túi ni lông à, túi ni lông này là chứ. Túi ni lông này là 1 ký. 1 ký là 35.000 của chú Văn An quận 6. Dạ. Chú Văn An quận 6 là chỉ có 12 cái, mấy cái cũng quên là chú bữa hôm đến cũng quên. Dạ. Đó, 1 ký như vậy 35.000. Nhờ vào tiền bà con cho 2.000 chú mới lại dành gom góp mua. Gom góp. Dạ. Ở đây là giường của chú ngủ hả chú? Giường của chú mua từ miếng dạc với cây lưỡi cưa, với cây linh, với cây búa, với cái miếng lưỡi làm cạo bóng á, để làm nó cạo láng như vậy. Dạ. Có như vậy mua từ miếng dạc đó chứ, ở cầu chè già bưu điện quận 5 á chứ. Miếng dạc này là 33.000, cái bên hình như là 9 phân, miếng này mua 15.000 có 6 phân, mua từ miếng dạc 1 miếng 2 miếng, mua từ miếng tự nhà đóng gì cũng là nhờ bà con, chỉ có 2.000 tiền để, 5.000 tiền để chú để dành mua. Dạ. từ miếng cũng hình như là 2 năm mới sắm được cái diều này. Một cuộc sống gọi là độc nhất vô nhị ở Sài Gòn này luôn đó anh Phong. Đây là con đường mà hứng nước mưa hả chú? Cái này phải nói là cái máng xói. Máng xói đây. Máng xói bằng mà cái bao. Tức là 2.000 là một cái bao nhỏ, 10 cái bao là 20.000. Làm cái máng xói từ ngoài sau đi tới ngoài trước thì cũng phải được mấy chục ngàn. Nếu còn mà mấy cái bao này làm những cái bao nước. Nước mưa. Ở đây mọi người bà con cũng hay giúp đỡ chú hả chị? Không. Dạ. Chú mình đi ra đường ngoài chỗ khác thì giúp đỡ với đây cho ông không lấy đâu. À. Bây giờ em không lấy gì mà lát em ra đường ông ra đường ông xin đó thì dạ. Cho là ông lấy hiểu không? Ở đây là ông không lấy tiền của người nào. Dạ. À cái đường hẻm là cái chó không là chú quét đó. À chú quét chú giữ sạch sẽ những cái đường phố ở đây. Chị quét bên dạ này, chị là chú. Chị Kiều. À, và chị Kiều thì má chị nè. Dạ. Nhà má chị đó. Dạ dạ. Nữa có mua bánh mua gì lại đó ghé. Dạ rồi rồi sẽ ủng hộ cho quán của chị Kiều. Tiệm của chị Kiều là số 904/23 phải không? Dạ. Là hàng xóm của chú Năm. Dạ. Dạ rồi. Dạ. À này là chú trồng á hả chị? Dạ. Xin là để đem về nhà trồng á hả? Dạ. Đây là chú trồng không á? Trong những cái bệ như vậy thôi mà sống lớn quá trời. Đi cho uống miếng nước đi. Dạ. Đi nào bổ chén đi nào. Uống miếng nước đi. À, tức là chú sẽ đi bán từ buổi sáng cho đến khoảng sau 12 giờ trưa thì chú về nhà. Mỗi buổi là chú đi xin tiền đi tập thể dục tuổi già. Dạ. Tập thể dục, vừa tập thể dục đi bộ vừa xin 500 tiền để từ 9 giờ đến 12 giờ chú về, 11 giờ, 12 giờ. Dạ. Buổi chiều 4 giờ đến 6 giờ đến 7 giờ chú mới về đây. Ngoài cái giờ dắt chú ở nhà khách muốn tìm chú quay phim và trò chuyện chú tiếp. Dạ, vậy là chú đi bán ở ngoài đường thì hy vọng là mọi người khi mà gặp chú Năm thì có thể mua ủng hộ chú Năm một cái bịch đậu phộng đó là Thuận Phát nha. Một cái hãng đậu phộng Thuận Phát để cho chú gọi là sản phẩm mới bây giờ bà con tình nguyện chắc bây giờ cái này là thương hiệu. Dạ. Thương hiệu người ta tình nguyện. Nếu mà bán mấy năm có khách quen từ từ mới có khách. Bước đầu mình làm ăn phải 6 tháng. 6 tháng có khi tự mình bán ế quá mà tự mình ăn. Yeah. Không đổ bỏ được. Yeah. Nhưng mà chú không dám làm số lượng nhiều. Yeah, yeah. Làm số lượng nhiều nè. Cái này in bản đũa bằng kẽm máy tự động. In ra một ngày được mấy ngàn đến 10.000 tờ. Mua lậu phộng cái gì thị trường được. Nhưng mà sản xuất rồi bây giờ ai tiêu thụ đây. Cái chỗ tiêu thụ mới là quan trọng. Dạ. Rồi vậy thì địa chỉ nhà của chú ở đây là 904/29 đường Nguyễn Duy. 904/29 đường Nguyễn Duy. Phường 12 quận 8. Phường 12 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và theo như mọi người có những cái sự ủng hộ gì đó cho chú thì có thể tìm đến địa chỉ nhà này sau 12 giờ và cho đến chiều thì mọi chú có thể ngồi thoải mái để mà trò chuyện với mọi người.
Dạ, và giới thiệu về những cái công trình bản đồ và những cái hãng doanh nghiệp ở đây của chú. Dạ, rồi vậy con cảm ơn chú và con chúc chú nhiều sức khỏe. Hy vọng thì con sẽ đăng tải những cái đoạn clip này để mà cho mọi người hiểu hơn về cuộc sống cũng gọi là độc lạ của chú ở giữa Sài Gòn này, và giống như là độc nhất vô nhị rồi, một cuộc sống mà không điện nước trong một cái căn nhà như thế này. Dạ rồi, con chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn mấy chắc. Dạ rồi, dạ. Cảm ơn mấy chắc. Dạ.